ແລະສູ່ສະໄດ້ນ້ອງຄົນທີ່ນີ້ຂ້ອຍມີກະລຶກ1ຕຽຕອງນັງຕູລະສັບຂອງນັກໂຕຍໃຫ້ຈອງປ້າວຈະນານຄົນຈຸນນາໂອເຄໄດ້ສາວຈະນານຄົນຈຸນນາບໍ່ມີຕົມຫົມຖົມໄດ້ໃຫ້ບັດຊັ້ນມາຕູລະສັບຂອງນັກໂຕຍນີ້ນ້ອງຄົນຈອງປ້າຄືມັນອາດປ້າບານແມ່ນເດຈັ່ງນີ້ນ້ອງຄົນອາດເມືອວິດີໂອນີ້ບານຕຶງອ້ອຄົນທີ່ບານວຈະນານຄົນຄືມີໄຊໆ 36 ตอมาติเนี่ยเนาะไว้ข้างเลือนี้เนี่ยเนาะไว้ข้างเลือนี้สุดโอเคคือ trong lòng cho những vị vật chân nam đàm ok what can this bot do ok chẳng những cho start lại đi mất nữa nè ok sàn hơi nên load cái này load vật chân nam vị chân logo có đôi chi vật chân nam crom có đôi chi cả vị phồn đi ấy chẳng nữa nè hơi nó không đi trong sôi vị ấy cái này thì vài cái này máu vài biệt hà ok rõ lành okay. Nên cho chị nhà pruin từ một móc đồng bây sợi chẳng bị mang chanh mà hỏi này đọc nhé cứ sẵn lãnh kia giả sạp cọp chất bình chất cuối cắn chất rứ cọp chất ở xa xa hạ khi mình chẳng thích đọc này anh bật thèm hãy bị xin tiền này đọc này thì kia cổ ok kia cổ đọc nhé sẽ chị nhà pruin từ một móc chúng mình lột kia có kia chia cầm nó cầm mồ ở bàn chân không đào kia có này dễ bị cho ok chẳng nhầm xe biệt hà chấm rồi mới tiến cho sợ ốm pro sợ ụt nhiều ok chẳng dừng sợi này mà vì chẳng thấy chấm rồi thưa ơi tứ bằng khám đôi kia rồi chấm rồi về mình tách ok chẳng nên đọc ni ai xả là bỏ mứ tại tông nâng ca pra và chân thật gram lửa telegram bột ní vì mình phép mê sửu hay lươn rộp hả đó dù mình chăm bạch chăm này spec thủ sắp nằm là người tì hay sợi tốt hơn bịa đôi nó không phải chân thật gram mẹ chân không tha sai video ní nhưng nếu đó nên nó quên chân hay nâng chui cho lại chơi xe nó ngọt ní hay đâm bay ở nơi dương đã thân đấng ai pra ប្រើប្រាស់វចនានុក្រមជួនណានេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ Android និង iPhone ឲ្យទៅយើងមានកម្មវិធី Telegram នេះអរគុណអ្នកនរគ្នាបាយបាយជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីណា